chào mừng các bạn đến với chúng diễn biến hòa bình các bạn thân mến trong bối cảnh hiện nay khi người mỹ đã nhận ra sai lầm của mình khi dân tộc việt nam yêu chuộng hòa bình đã gác lại quá khứ để làm bạn với nước mỹ khi hai quốc gia từng là cụ thù việt nam và mỹ sau nhiều nỗ lực đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện khi cả dân tộc việt nam đang nỗ lực cho quá trình hòa hợp dân tộc khi các thế hệ người việt nam ở mỹ sau này đang hướng về cội nguồn quê hương thì việc dựng lên một tượng đài như tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mang tên Thanh Kiều America khác nào việc làm ngông cuồng và lố bịch chẳng mang lại điều gì tích cực cho người Việt Nam cũng như cho mối mang giao Việt Mỹ hiện nay. Chống dị miễn hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Sự mỉa mai kịch cỡm vô sĩ của cái gọi là Thank you America, bài viết của nhân quyền Việt Nam. Thank you, America mỉa mai chưa là bình luận của cư dân mạng Việt Nam về cái gọi là lễ khánh thành tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mang tên Thank You America vừa diễn ra ngày 13 tháng 7 tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Mỹ. Một sự kiện được rồn nghe có vẻ như trọng đại, nhưng rốt cuộc chỉ có 15 món già nua súng xính trong các bộ đồ hải lục không quân Việt Nam Cộng Hòa được giới thiệu chung chung là đại diện các cựu sĩ quan quân lực việt nam cộng hòa theo thông điệp của những kẻ khởi xướng tượng đài này về ý nghĩa của cụm từ thank you america để thế hệ hậu duệ biết ngọn ngành vì sao người việt có mặt trên đất nước này vì sao phải vinh danh cả thế hệ cha ông lẫn những chiến binh hoa kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến việt nam bình luận hài hước của dân mạng việt nhìn các cụ cựu rõ tội nhưng cái sức cùng lực kiệt cằn tấm thân già thở hoi hóp dưới ánh dương xứ người cho thấy trong sự kiện này lý tưởng và mục tiêu phục quốc cùng quyết tâm phải giữ gìn mảnh đất của cha ông mình mà họ muốn truyền lại cho thế hệ trẻ mới xa vời và tuyệt vọng làm sao không chỉ dân mạng trong nước cộng đồng người việt tại mỹ công kích bằng bình luận không kém tôn vinh ở nghĩa địa thôi đài tưởng niệm một bọn tháo chạy tục quần tượng xây rồi chuẩn bị quyền góp thôi. Ngày cái tên Thank you America đã cho thấy sự phản cảm chính nước Mỹ gây ra cuộc chiến tranh Việt Nam khốc liệt kéo dài hơn 20 năm, gây nên bao nhiêu mất mát chết chóc thiệt hại cho dân tộc Việt Nam bị cả thế giới lên án, lại cần được cảm ơn chăng? Ai đang cảm ơn họ? Cuộc chiến tranh vô nghĩa hao người tốn của khiến cả nước Mỹ sụt sôi phản chiến, hàng triệu người Mỹ xuống đường biểu tình đòi chính quyền Washington chấm dứt chiến tranh Việt Nam rút quân Mỹ về nước nay còn để lại bao nhiêu hệ lụy. Lịch sử với nhiều hệ lụy nhưng chính những nhân chứng lịch sử đã lên tiếng với bằng chứng không thể phủ nhận. Trong cuốn sách Chiến tranh Việt Nam và Văn hóa Mỹ xuất bản năm 1991 tại Mỹ, tác giả John Carlos Rower và Rich Burks đã khẳng định Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương. Trong một cuộc họp báo sau khi chế độ Sài Gòn sụp đổ, Kissinger, nhân vật từng là cựu ngoại trưởng Mỹ đã thừa nhận: "Chúng ta đã sai lầm khi biến Việt Nam thành một nơi thí nghiệm chính sách của chúng ta chứ không phải đối với chính sách của người Việt Nam." Kissinger cũng đồng thời khẳng định việc đưa các lực lượng quân sự Mỹ vào Việt Nam đồng nghĩa với đưa một yếu tố ngoại lai vào. Phó Tổng thống ngụy Quyền Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ thì nói Ông Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu làm kép nhất vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa Cao Văn Viên thì nói chúng ta không có trách nhiệm chiến tranh trách nhiệm chiến đấu là của người mỹ chính sách đó do mỹ đề ra chúng ta chỉ theo họ mà thôi đặt trong bối cảnh hiện nay khi người mỹ đã nhận ra sai lầm của mình khi dân tộc việt nam yêu chuộng hòa bình đã gác lại quá khứ để làm bạn với nước mỹ khi hai quốc gia từng là cụ thù việt nam và mỹ sau nhiều nỗ lực đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện khi cả dân tộc việt nam đang nỗ lực cho quá trình hòa hợp dân tộc khi các thế hệ người Việt Nam ở Mỹ sau này đang hướng về nguồn cội quê hương thì việc dựng lên một tượng đài như tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mang tên Thanh Kiều America khác nào việc làm ngông cuồng và lố bịch chẳng mang lại điều gì tích cực cho người Việt Nam trong đó có hơn gần 2,4 triệu người Việt Nam ở Mỹ cũng như có mối ban giao Việt Mỹ hiện nay.